Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh cũng như theo dõi kênh của chúng tôi. Kênh chúng tôi là chuyên chia sẻ về các sản phẩm liên quan đến máy thực phẩm, cũng như là chia sẻ kinh nghiệm về setup bếp, setup thiết bị cho quán ăn, nhà hàng cũng như là khách sạn. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi những video mới nhất về máy thực phẩm mà chúng tôi chia sẻ. Các bạn đừng ngại bấm kết bạn Zalo hay là gọi điện cho tôi. Các bạn hãy cứ mạnh dạn cứ gọi điện thoại và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm mà hay nhất về cái máy thực phẩm này. Đấy. Video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ các bạn một cái kinh nghiệm mà bảo quản cũng như là vận hành cái nồi nấu phở làm sao mà được an toàn cũng như là cái nó bền bỉ nhất và tuổi thọ nó dài. Đấy là những yếu tố mà chúng tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay. Ngay sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung. Như đầu video chúng tôi đã chia sẻ thì là video này thì tôi sẽ giới thiệu các bạn về cách thức vận hành nồi nấu phở cũng như là cách thức bảo trì hay là cách thức xử lý sự cố mà khi nồi nấu phở trong trình sử dụng nồi nấu phở nhá. Thì như trên màn hình các bạn đây thì chúng tôi có những bộ nồi nấu phở ba nồi là 20, 40, 60 lít nước. Còn tương tự như thế thì chúng tôi có rất nhiều model khác nhau. Các bạn nhìn này, nồi này là từ khoảng 70 lít nước, 70 lít. Nồi này 100 lít. Rồi phía trên này, các bạn nhìn này, kho thì có rất nhiều các loại nồi nấu phở các kích thước khác nhau. Đây, các bạn nhìn này, như nồi 50 lít, nồi 40 lít, rồi 60, 100. Các bạn nhìn này, rất nhiều hàng tại kho rất nhiều nhá. Các bạn cứ inbox rồi hoặc là gọi tôi theo số điện thoại là 0962432232 nhé. Còn quay lại vấn đề chính của video hôm nay, nó chính là cái nội dung là hướng dẫn vận hành nồi nấu phở nhé, để đảm bảo an toàn cũng như là bền bỉ trong quá trình sử dụng nhé. Thì hầu hết là các video chúng tôi đều có nói sơ qua về cách thức vận hành. Thì ở video này tôi sẽ nói lại cái vấn đề đấy, đó chính là cách thức vận hành nồi nấu phở an toàn. Thì để vận hành nồi nấu phở an toàn thì trước tiên chúng ta sẽ sau khi chúng ta đã vệ sinh nồi nấu phở rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đóng cái khóa này lại, đóng khóa nước này lại, và chúng ta sẽ tiến hành cho xương vào trong nồi các bạn nhé, cho xương vào trong những cái giỏ xương này, và chúng ta sẽ đổ nước. Còn nhớ kỹ nhé, họ tớ phải đổ, hồi mình phải đổ nước nhé, bắt buộc đổ nước. Sau khi đổ nước thì chúng ta sẽ bật automat của thanh nhiệt 1 này lên và vặn núm trình nhiệt này lên. Đấy. Thì chờ quá trình nước sôi. Sau khi nước sôi thì là chúng ta sẽ tắt cái automat số 1 của thanh nhiệt số 1 này đi. Tắt automat này đi. Và điều chỉnh cái cụm trình nhiệt này cho nó mức độ sôi nó hợp lý để nó phù hợp với lại cái yêu cầu của mình. Đấy. Còn nhắc lại về còn trường hợp mà nhỡ may gọn nhá, cũng có rất nhiều các bạn quên đổ nước trong quá trình sử dụng, thì mình sẽ nhắc mách các bạn một cái mẹo nhỏ nhá, để nó an toàn cũng như là nó không bị hỏng cái thanh điện trở. Khi các bạn quên đổ nước ấy mà các bạn cho đóng điện rồi ấy, thì thường là những thanh điện trở này hay bị nóng đỏ lên giống như cái đỏ hồng luôn ấy. Nếu mà kịp tắt thì là nó sẽ không sao. Khi bạn phát hiện là không đủ nước rồi thì các bạn hãy tắt điện đi và chờ khoảng 10 phút cho nó nguội đi, 5 đến 10 phút cho nó nguội đi và chúng ta tiến hành đổ nước nhé. Chứ các bạn khi thấy rất nhiều bạn cuống lên là thấy nó đỏ rực cái thanh điện trở lên này, thì các bạn làm nguyên cho một xô nước tống thẳng vào đây, thì tôi khẳng định rằng 80% thanh điện trở này nó sẽ bị nứt nẻ và rẽ. Thế là nó rẽ, thanh điện trở nó rẽ thì hầu như hỏng. Vì thứ nhất là nó rẽ rồi thì thường sẽ bị rò điện, hoặc nó chính là nó sẽ bị
một thời gian rất ngắn là nó sẽ bị đứt đứt cái dây may so ở trong thanh bình chở này, thì như thế thanh bình chở nó hỏng bỏ đi đấy. Đấy là khuyên các bạn là khi đã xảy ra cái việc đó chính là quên đổ nước mà thanh điện chở bị đỏ lên nhá, thì các bạn không đổ nước ngay mà tắt điện đi và để chờ nó nguội khoảng 5 phút thôi, 5 đến 10 phút thôi, cho thiết bị chở nó nguội giống giảm nhiệt độ xuống thì chúng ta sẽ tiến hành đổ nước nhá, đừng đổ nước ngay. Đấy, đấy là cái cách thức vận hành để nó tránh tình trạng mà nó hư hỏng về cái thanh điện chở của nồi nấu phở. Còn ngoài ra thì trong quá trình vận hành thì nó có một vài lỗi nó có thể xảy ra, đó chính là cái lỗi rò rỉ điện. Như vừa xong tôi đã nói đấy, khi thanh điện chở mà hay bị nứt nẻ thì nó hay dẫn đến cái việc đó chính là bị rò điện ra ngoài. Thì để làm sao mà chúng ta sử dụng an toàn và dễ dàng, thì tôi khuyên các bạn là thứ nhất là chúng ta sẽ nên nối tiếp điện cho những chiếc nồi nấu phở này. Vì theo như nhà sản xuất thì là tư vấn thì là hầu hết các thiết bị có liên quan đến động cơ hay là liên quan đến thanh điện chở là chúng ta đều cần phải nối tiếp điện cho nó nhé. Vì trong quá trình sử dụng thì có thể xảy ra những cái việc mà rò rỉ điện ra những thân vỏ của cái nồi này, thì chúng ta khi nối tiếp điện rồi ấy thì hầu như là cái dòng điện đó nó sẽ chuyển xuống đất và nó sẽ không ảnh hưởng khi chúng ta đụng chạm vào vỏ này, chạm vào vỏ thân vỏ của nồi nấu phở này, thì nó sẽ cái dòng điện rất nhỏ thôi, nó hầu như không gây hại cho cơ thể chúng ta và không gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Thì nếu mà trong các gia đình hoặc các công trình ấy mà có sẵn được dây tiếp điện của nhà rồi ấy, thì chúng ta chỉ việc nối dây tiếp điện đó đấu vào những chân của thiết bị, của vỏ thiết bị này, ví dụ đấu vào những cái chân này hay đấu vào cái vỏ này, cuốn vào đây thì rất đơn giản rồi. Còn những trường hợp những nhà bác nào mà không có những sẵn những đường dây tiếp điện như vậy thì các bác chỉ cần làm một cái những thao tác rất đơn giản cho em là đóng một cái đinh xuống cái góc nhà phía đằng sau cái nồi nấu phở như này, bác sẽ đóng xuống phía sau nồi nhá, và chúng ta sẽ lấy một đoạn dây điện tuốt đồng hai đầu ra nộ ra, một đầu chúng ta sẽ cuốn vào cái đinh mà các bác vừa đóng đất xuống được góc của nhà đấy, một đầu còn lại các bạn cuốn vào chân này cho mình, các bác cuốn vào chân này nhá, hoặc đây cũng được, đây lại thế, làm sao mà để cái dây đồng đó nó sẽ tiếp xúc được vào cái thân vỏ của cái nồi này và cái đinh mà đóng xuống tường kia. Đó là một cách thức nối tiếp điện mà đơn giản và nhanh nhất, dễ sử dụng đấy, mà cũng tương đối an toàn, không phải là an toàn tuyệt đối nữa đâu, nhưng mà nó là tương đối thôi. Khi có những dòng điện dò ra ngoài vỏ này thì nó sẽ truyền tương đối xuống đất và nó sẽ giảm thiểu cái mức độ nguy hiểm cho người sử dụng. Đấy là những cái mẹo nhỏ mà mách các bạn để các bạn lắp đặt thêm cho những cái thiết bị điện nồi nấu phở này để an toàn trong người sử dụng. Còn cách thức mà làm sao mà những thanh điện chở này nó an toàn ấy thì ngay sang đây. Đấy, chúng tôi có chuẩn bị sẵn các bạn này. Tôi có trên bàn tôi đây, tôi chuẩn bị sẵn một số thanh điện chở mà thông dụng mà chúng tôi đang lắp đặt cũng như trên thị trường đang có rất phổ biến. Đầu tiên đó chính là thanh điện chở hạng dạng chữ U thẳng. Còn đây là thanh điện chở nó U nhưng mà nó U quỳ. Tại sao U quỳ, các bạn nhìn này, nó cực kiểu như gọi là nó đang quỳ kiểu này này, nhìn hay gọi nó U quỳ. Nó có rất nhiều là hãng khác nhau, thì hôm nay tôi giới thiệu điển hình là một vài hãng thôi nhé các bạn nhé. Một hãng điển hình này, này các bạn nhìn này, hãng là HI, vỏ là vỏ inox 304 này, công suất là 220V, điện áp 220V, công suất 1.5 kW. Tương tự như thế, sang thanh điện chở U quỳ bên này cũng vậy, cũng là HI, hãng HI, vỏ inox nó 304, điện áp 220, công suất là 1 kW. Sang bên này cũng như vậy, là hãng HI, inox 304, điện áp 220, công suất 2 kW. Và đây cũng thế, là hãng HI, inox 304, điện áp 220 và công suất 3 kW. Thì những thanh điện chở này nó sẽ
được gắn trên những cái nồi có cái dung tích tương ứng. Ví dụ nồi công suất dung tích lớn thì chúng ta sẽ lắp những thanh điện trở công suất lớn để đảm bảo cái thời gian nó sôi cũng như có thời gian vận hành nó an toàn. Vì nồi dung tích càng lớn thì chúng ta sẽ lắp những thanh điện trở càng lớn để làm sao đảm bảo, ví dụ mình đun khoảng 5-60 lít nước mà trong vòng khoảng 2 phút 3 phút là phải sôi rồi. Chứ nếu mà các bạn này bảo thôi đun lắp thanh điện trở nhỏ 1 kW 2 kW cũng được, vậy thành ra là phải đun một tiếng đồng hồ sau nó mới sôi, vậy thì nó sẽ hỏng mất cái nồi, không hỏng một cái nồi nó phở của chúng ta. Đó là về thanh điện trở này. Thì thanh điện trở này phần để đảm bảo làm sao tuổi thọ nó dài nhá, thì trong quá trình sử dụng chúng ta phải thường xuyên vệ sinh những thanh điện trở này cùng với lại vệ sinh cái nồi. Thì chúng ta sẽ dùng những búi rửa cọ đánh son ấy, ta sẽ cọ đi, cọ hết cái bề mặt của này đi để nó giảm những cái cặn bám. Vì một số nguồn nước nó có gọi là nước cứng ấy, là giống như kiểu là các bạn hay là có nhiều đá vôi, nhiều canxi, nhiều magie đấy, thì trong quá trình đun thì những cái cặn nó sẽ bám vào đầy thanh điện trở này và nó sẽ làm cho cái khả năng thoát nhiệt của thanh điện trở này nó rất là chậm. Mà thoát nhiệt chậm thì nó dễ dẫn đến cái việc nó là nứt nẻ thanh điện trở này. Đấy, các bạn lưu ý nhé, và thường xuyên vệ sinh. Đặc biệt là với một số địa phương là hay cái nguồn nước hay gọi là bị gọi là nước cứng ấy, dùng nước giếng khoan ấy, chưa qua lọc ấy, thì là nó sẽ bị bám cặn nhiều. Cho nên là khuyến cáo các bạn là nếu mà được chúng ta nên sử dụng nước lọc để đun nước phở, nhất là đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm. Thứ hai là đảm bảo về tuổi thọ cho thanh điện trở này nhé. Đấy là về cái thanh điện trở. Ngoài ra thì một lâu lâu chúng ta có thể cho một chút giấm vào cái nồi nấu phở để chúng ta đun. Thứ nhất là làm sạch xung quanh nồi, phía trong của nồi nấu phở. Thứ hai là làm sạch thanh điện trở này. Khi cái nước ấm mà ta có pha thêm giấm ấy, giấm có nhiều axit mà nó có tác dụng là nó sẽ giấm thanh đấy, giấm chai nửa lít đấy, thì các bạn cho vào đun, pha với nước để đun thì là chúng ta sẽ rất dễ dàng cọ rửa những cái này và nó làm cho nó sạch bề mặt của thanh điện trở. Đấy là một vài cái khuyến cáo của nhà sản xuất dành cho các bạn nhé. Còn sang phần đây, phần thiết bị điện, thì phần thiết bị điện thì nó cũng liên quan đến phần cái nồi nấu phở. Ví dụ là trong nồi nấu phở thì phần thanh điện trở này thì hay hỏng nhất này. Ngoài ra thì sẽ đến những cái phụ kiện điện như kiểu là automat, đấy, automat đôi này, automat gọi là một pha như hai chân. Đây là cũng automat một pha nhưng chỉ có một chân, một cặp chân này, đây là hai cặp chân, hai cặp chân. Đấy, còn đây là solid, cái này nó là thiết bị chịu tải chính, nó điều khiển cái thanh điện trở này. Cái automat này thì là có tác dụng là đóng ngắt nguồn điện và có một tác dụng phụ nữa. Các bạn nhìn đây, đây chính là cái automat mà có chống rất giống giật. Thường thì automat này được chúng tôi gắn lên những nồi nấu phở mà có sử dụng tủ điện rời bên ngoài nhá. Vì khi những nồi nấu phở có tủ điện rời thì giá nó sẽ chênh lệch khoảng từ 800 cho đến 1,2 triệu so với những cái nồi nấu phở mà không có tủ điện, dùng cái điện liền ấy thì nó chênh lệch khoảng 1,2 triệu so với nồi nấu phở có tủ điện rời. Chính vì thế mà khách hàng yêu cầu làm tủ điện rời thì chúng tôi sẽ làm tủ điện rời. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ dùng điện liền. Đấy, còn cái solid này nó sẽ chịu tải chính để nó điều khiển cái thanh điện trở này. Ngoài ra có một chi tiết, một linh kiện một nữa, đó chính là các bạn nhìn thấy rất quen thuộc ấy, đó chính là cụm mà điều khiển nhiệt độ. Cụm này thì là hay có tác dụng là cũng dùng để điều khiển những cái thanh điện trở này, nhưng hay dùng điều khiển những thanh nhỏ, thanh công suất khoảng 2 kW 3 kW trở lại thôi thì nó sẽ phù hợp. Còn nếu như mà dùng công suất cao quá mà sử dụng những cụm chỉnh nhiệt này thì nó sẽ dễ bị hỏng. Các bạn nhìn đây, thông số kỹ thuật của nó là 250V điện áp và 16A, thiết kế là 16, nhưng thực ra thì chúng tôi cũng chưa thử cái thiết bị nào lên đến 16 đâu. Thường tôi sẽ đấu nối cho những thiết bị chỉ tầm khoảng 6-7A thôi để nó an toàn. Đấy là mục đích như vậy. Thì những cái linh kiện điện này thì thường là chúng tôi đã chọn những loại linh kiện mà nó có dư công suất khi điều khiển những thanh điện trở này. Công suất thừa là phải thừa khoảng 2% trở lên nhá, thì nó mới đảm bảo an toàn và bền bỉ trong quá trình sử dụng.
chứ đừng có nhiều bạn mà tôi chọn tiết kiệm. Ví dụ thanh điện trở này mình cần đòi hỏi là cái Aptomat 20A thì các bạn mua nguyên 20A thì dẫn đến cái việc nó bị vừa đủ công suất thì nó hay bị chập cháy. Thay vì như vậy, các bạn thanh điện trở này các bạn cần 20A thì các bạn chọn cái Aptomat này 25A thì như thế rất là chuẩn và an toàn, bền bỉ sử dụng trong sử dụng vì đơn giá nó không chênh lệch nhau nhiều đấy. Thì trên đây tôi đã chia sẻ với các bạn những nội dung về vận hành nồi nấu phở cũng như là một vài khuyến cáo của nhà sản xuất đối với các bạn sử dụng nồi nấu phở. Thì các bạn có quan tâm đến sản phẩm nồi nấu phở cho hay là cần mua sản phẩm thì các bạn vui lòng inbox hoặc là gọi cho tôi số điện thoại là 0962 432 232 hoặc các bạn có thể kết bạn Zalo cho mình để mình tư vấn chi tiết và báo giá cho các bạn nhé. Các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi những video mới nhất về máy thực phẩm nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.